Chào mừng em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Hôm nay là phiên thứ 6, ngày 4 tháng 6 thì em giới thiệu đem tất cả là 32 sản phẩm bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật và Thụy Sĩ. Rất cảm ơn anh em thời gian qua ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em và tiện theo dõi những video mới hơn. Xin cảm ơn em rất nhiều. Em lên con hồ số 1. Con này là Oren em. Oren SK. 21 chân kính. Lịch con này lịch thứ là lịch bơm anh em nghe. Bơm ở trên góc này. Liền ở dưới là có một cái niềng thở lặng trong truyền xoay. Số 1 nắp thì anh em chỉnh được ngày. Dòng này là huyền thoại rồi anh em. Bản này có nhiều màu. Thì cái bản màu mặt lửa này được là ưa chuộng nhất. Con này dây cũng có cái chữ Oren nha, nhưng mà nó bị vòn rồi. Nói chung là dây zin. Size lớn. Nước thép còn đẹp, mặt số còn rất đẹp anh em. Con này cái mặt số còn đẹp lắm. Cái máy đây nè, dòng máy Oren, máy cũ của Nhật anh em nghe, 21 chân kính, máy 46943. Cái búa cũng có dấu váy xíu đây nè, ngay góc này nè đó. Còn ngoài ra là vẫn còn rất ok. Size 41 anh em, không tính đúng. Mặt số còn đẹp lắm anh em. Dây cũng còn riêng luôn. Dây còn rất dài anh em nghe. Tay em là tay 16 năm. Con này số 1, 1 triệu mốt. Con số 2, một con Watch Time Maxim. Dòng VIP nghe. Con này có hỗ trợ có tay. Lịch là lịch nhanh. Đó. Dòng này là dòng chạy máy chính hãng của Thụy Sĩ, chạy máy 28.000 dao động anh em. Nắp đáy sau thì được độ đồng xu. Có hình mặt người anh em nghe. Đó. Đồng xu lắc giống như đồng xu lắc kê bạc anh em. Núm ring. Con này là nó size nó to hơn dòng Watch Time bình thường chút xíu nha, nó sang mặt vuông á, hay gọi mặt bánh chân. Thì hắn là Maxim nhưng mà là Maxim VIP nè nghe. Góc này nó chỉ là VIP này. Đó. Maxim VIP mặt màu bạc ánh tím nè nghe, ánh cái nét màu tím á. Thì nhìn trong video thì không rõ, thì ra ngoài nắng thì em sẽ thấy rõ là ánh tím rất đẹp. Mặt riêng anh em. Size của nó là size 30 3,8 gần 34. Nó to hơn một size so với dòng Watch Time Maxim mà mặt vuông bình thường. Vuông bình thường nó tầm 31 anh em. Còn con này tới 30 gần 34. Size rất ok luôn. Con này về chung với sợi dây ring. Một sợi dây lụa Thụy Sĩ đẹp, có đóng chữ V kép ở đây. Đó.
Nắp đáy có cái mề đay làm hình như hình tổng thống anh em. Mặt số cũng rất đẹp. Con này chạy dòng máy 25 chân kính. Dòng máy này anh em, dòng máy 25 chân kính. Đó, con này cái nắp đáy nó nại nắp đáy là nại và cái tiêu cá, thành ra là mở máy nó sẽ khó hơn con kia chút xíu, em sẽ bổ sung máy sau em nghe. Và cái máy em cho em xem thì cái máy nó tương tự thôi. Dây lụa con này số 2, 2.8. Con số 3 một con Rado Golden House. Con này là ring cả cũ nè, trừ dây khóa. Núm ring nè, núm có búa Rado. Nắp đáy có hai ngựa. Hai ngựa cát lên nè, ngựa đây là ngựa cát. Cát còn rất là dài. Nói chung nắp đáy còn đẹp lắm anh em. Con này mở 30 độ nên nghe. Anh em lưu ý không phải xoắn hình tròn đâu. Nó xoắn tầm khoảng 30 độ là anh em nại được. Mặt số còn rất đẹp anh em. 30G. Búa này, cái búa này vẫn xoay bình thường này. Đó. Cái búa này hoạt động bình thường. Đó, cái mặt số này người ta là Rolo bắt quái này anh em. Nước thép còn đẹp. Bên hông còn nguyên sớ luôn. Đó, bên hông có sớ dọc xuống. Size của nó là size 34-5 anh em. Thường của nó là từ size 34-5 đến 35. Không có nhiều hơn. Dòng này là chỉ tới đó thôi. Kính ring. Bộ máy rất đẹp anh em. Bộ máy tuyệt vời luôn. 30G. Đây là dòng máy Rado in-house. Đó, góc này nó chữ 1.700 này. Máy 1.700 in-house của Rado. Máy còn rất mới nên nghe. Như vậy là nghĩ là còn rất mới rồi. Đang chạy mượt. Con này số 3, 3.9 triệu, dây khóa linh kiện anh em. Con số 4, con này cũng là Rado, nhưng con này là Green House. Nó khác con Rado Golden House chút xíu. Và anh em để ý cái cọc số của nó khác anh em nghe. Cọc số và kim nó khác, kim con Golden House là kim lá lúa. Còn con này là kim nó dạng thẳng. Và cọc số góc 12 giờ, góc 6 giờ, góc 9 giờ nó sẽ vác hình cái nơ nè, trải tia hình cái nơ đó. Mô tả trong video thì hơi khó, nhưng mà nếu ở ngoài nên nhìn thấy liền đó, nó trải tia hình cái nơ này, nó không phải là cọc bình thường thẳng nhưng mà nó trải tia, nó vác từ tâm vác ra, nên thấy cọc góc 9 giờ thì thấy này đẹp hơn rất là nhiều đó. Đồng hồ cổ thì có những cái chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà nó cũng thay đổi giá trị con đồng hồ rất nhiều anh em nghe. Mình chơi mình phải để ý những cái phần đó. Dòng này thì cũng máy cũng như nhau thôi. Mặt số rất đẹp anh em. Golden House. Dòng cao cấp hơn Golden House. Con này là lịch 24 giờ anh em nghe. Để em xoay một lần cho em xem. Hiện tại là ngày 1 rồi nè. Đến ngày 2 anh em trở về góc 8 giờ đi. Lên lại góc 12 giờ. Để em xem thử. Ngày 3 trở về góc 8. Lên góc 12 giờ. Là nhảy lên ngày 4 anh em nghe. Lịch 9-12. Green House.
Con này là 4 triệu. Để mở máy em xem. Con này máy mở hơi khó hơn kia em nha, nó cứng hơn chút xíu đó. Bộ máy cũng rất đẹp anh em, búa vàng không có dấu vết xước luôn, mặt trong máy cũng vậy, độ máy rất cao anh em nha, và đang chạy chuẩn, cũng là máy 1700 của Rado, máy in house, trong suối góc này 30G góc này. Nắp đáy hay ngựa. Con này cũng cỡ với con kia anh em, size 34,5. Con số 4, 4 triệu anh em nghe. Mặt số và kim cọc rất đẹp. Chạy chuẩn. Con số 5, một con Benrut Jungle Master Automatic. Con này là có hỗ trợ cốt tay, máy in-house anh em, máy vàng. Form rất đẹp. Con này về trong có sợi dây da bò khóa linh kiện. Nắp đáy thì có cái logo thuyền buồm. Góc này đóng chữ Jungle Master nè. Vua của rừng á, con này là bên rút sư tử. Bộ máy rất đẹp nè, bộ máy của bên rút Watt nè. Máy vàng hồng. Dòng máy này cũng tương tự dòng máy Rado anh em. Chỉ là hắn là vàng hồng thôi. Góc này đóng chữ Benrut và đóng chữ Swiss ở dưới. Máy rất mới anh em nghe. Mặt số còn đẹp. Con lịch 24 giờ, tất cả hai lịch anh em xoay 24 giờ thì nó sẽ nhảy lịch, và về 9:12 thì nó sẽ nhảy lịch ngày lịch thứ anh em nghe. Trước tiên mình xoay lịch ngày trước đó, trở về 9:08 cũng được, lên 12 thì nó sẽ nhảy lịch lịch thứ, đơn giản vậy thôi. Con này size rất đẹp anh em, size tầm khoảng 36, gần 36. Con này số 5, 2,9 triệu, máy cùng mới chạy chuẩn. Con này có kim sơn đen và cọc cài đá đen, mặt số lụa như vậy nè. Nước thép rất đẹp. Nắp đáy sau thì đóng cái logo thuyền buồm. Thuận buồm xuôi gió anh em nghe. Con số 6, một con Longines Conquest Automatic, mặt sơ lụa. Cọc cài đá đen. Con này là ring tất cả anh em, trừ dây khóa, cái dây linh kiện. Dây linh kiện và khóa linh kiện rất đẹp anh em. Con này em đăng cũng vài video rồi, hôm nay em cũng bán cái giá gọi là dưới nhập, để anh em nào mà thích cái dòng Conquest này á thì có thể mạnh dạn mà đầu tư này. Dòng này chạy rất chuẩn anh em nghe, máy đã canh chỉnh lau dầu.
tay bộ máy huyền thoại Conquest anh em. Dòng máy 6331 thì phải. Đó, L6331 góc này. Chạy rất chuẩn, cái búa nó đóng cây luôn, cái logo lủng qua. Con này chạy 25 chân kính. Từ từ em coi thấy 35 giây cũng khó thấy nè, chữ nhỏ quá. Có hỗ trợ góc tay. Cái góc này nè anh em, cái góc viền ngoài là cái viền ngoài của cái vỏ anh em nghe. Cái đây là khi mà anh em mình dùng á, bỏ cái ron lâu ngày thì nó bị ố. Mình tẩy là sạch thôi. Còn trong cái máy còn rất mới nè. Cái máy là gần như chưa bị rỉ sét gì hết. Và ở trong lớp đáy thì đóng chữ Long Ring, đấu hình cánh chim và cái logo Long Ring anh em nghe. Con này nắp xoáy cũng rất tiện, size đẹp. Dòng đây là luôn luôn hỗ trợ cốt tay. Size con này là size 35,5 anh em, tầm 35,2 thôi, không tính lắm. Mặt số rất đẹp. Nói chung là cái dòng này thì nó có một cái thiết kế là nó khác rồi, tại vì nó cao cấp mà, so với dòng bình thường rồi. Một con thương hiệu mà gọi là rất nhiều được anh em yêu thích ở Việt Nam, Longines bản Conquest. Con này số 6, 5,9 triệu. Số 7, một con Seiko LM Lotmatic chạy 25 chân kính. Con này có hỗ trợ có tay anh em nghe. Dòng này có hỗ trợ có tay và cái lịch nhanh. Cả hai lịch nhanh, lịch thứ là có tiếng Nhật và có tiếng Anh này. Rất tiện anh em. Con này cũng chạy máy Bica. Máy 5606 này. Đây, cái dòng máy này 5606 25 chân kính. Con này nắp đúc anh em nghe. Lưu ý là dòng LM này là nhiều con nắp đúc, nhiều con nắp vặn, chơi khóa linh kiện. Con này cọc cả đen và kim có sơn đen. Mặt số rất đẹp anh em, chưa có dấu vết gì. Em sẽ cố gắng quay thật kỹ về cái mặt số và cái vỏ cho anh em xem nghe. Tại vì cái phần đó là phải rõ ràng. Mặt số cũng rất ok. Con này số 7, 1,3 triệu. Size của nó là size 35 anh em. 35 không núm. LM. Còn một con Seiko 5 Automatic. Con này có mặt số rất đẹp anh em nghe. Mặt số màu trắng, màu trắng sống tôn kẻ ngang như vậy này. Lịch của nó là lịch lịch bơm, phải đúng là lịch bơm, cái lịch thứ lịch bơm đó, nhả lên này. Và em rút ra một nắp thì chỉnh được cái lịch ngày rất tiện này. Rút ra hai nắp thì chỉnh giờ thôi đó. Con này Seiko 5 này rất đẹp, chung nó có hoàn thiện mặt số, nó rất hay đấy nghe. Cọc kim thì vàng, cọc ý của bắc cạnh, cọc có 12 giờ bắc cạnh, số 5 và chữ Seiko rất tuyệt vời luôn. Cái dòng này cũng lâu lắm rồi mới có một cái mặt số đẹp như vậy. Nó sống tôn mà nó có cái độ ôm anh nghe, chứ không phải là sống tôn in như đâu, nó sẽ có một độ dòng nhất định. Con này size 37,7, gần 38, size rất đẹp. Mặt còn nguyên cái sớ sập xuống đây em, sớ dọc như vậy, nắp đáy vặn. Có dòng này sẽ chạy cái máy giống tương tự như cái máy của Seiko 5 quân đội,
là máy đem coi dòng không phải dòng chạy khác lên vậy, số 5 muốn động giống máy 7X, còn con đây là 709A Seiko. Đó, con này 17G. Chuẩn của Nhật anh em nghe. Từ một số đẹp lắm anh em. Chung là những con này giá trị nó không phải là cao nhưng mà cái hoàn thiện của nó rất là tốt. Có mặt số rất hay. Con này số 8 1,2 triệu. Con số 9 một con Citizen Z Autodesk mặt số màu bạc trải tia 21 chân kính. 21 chân kính là sẽ nó sẽ có hỗ trợ có tay em nghe. Có hỗ trợ có tay, mặt số rất đẹp. Nước thấy còn đẹp. Nắp đáy là đóng chữ Citizen Z này, Autodesk đóng một cái hình cái viền xung quanh rất là hay anh em. Có thông số đầy đủ. Con này giải máy răng cưa anh em nghe. Size tầm khoảng 36,5. Tầm 36,5 anh em. Không tính đúng. Cái hiện trạng rất ok. Nước thép đẹp. Thì cái dòng máy này, dòng máy 21 chân kính. 21 hắn có auto dead. Con này là chạy máy răng cưa anh em nghe. Máy răng cưa dòng máy cũng khá phổ biến của Citizen. Giao khóa linh kiện em. Con này số 9 1,8 triệu. Số 10 một con lông zin lên gót tay xa 30 vuông. Con này về chung với sợi dây đà điểu, dây chân đà điểu anh em, và khóa linh kiện rất đẹp. Đó, con này còn có lên dầu anh em nghe. Có lên dầu cái nói chung là cũng khó nhìn thấy lắm, nhưng mà nhìn thực tế thì có lên dầu. Nắp đáy đây và cái núm zin. Dòng này thì cũng đẳng cấp rồi, một trong những dòng rất mỏng của lông zin. Con này size của nó tầm khoảng 6,8 ly thôi, rất mỏng. Ngang là 30. 30 vuông. Con này nếu anh em quay xoay tròn thì tầm khoảng 33 đến 34 nè. Tầm khoảng đó. Lên tay cũng đẹp lắm. Dành cho anh em là tay khoảng 16 năm, 17 đổ lại là đẹp. Bộ máy của Long Zin 17G. Máy rất mới nè nghe. Độ mới của máy phải trên 90% á. Mà nắp đáy đây. Long Zin sẽ đóng hơi khác so với con khác. Đóng cái thông số kỹ hơn, logo đầy đủ. Bộ máy còn nguyên cái sớ nè. Cái sớ file nhà máy nó nằm hướng này nè. Thì nó còn nguyên cái sớ file. Chạy hai kim anh em nghe. Số 10 2,3 triệu. Con này là con watch time. Có mặt số rất đẹp anh em, mặt số bắt úp. Cọc của nó là cọc đá anh em nghe, chứ không phải là cọc cọc bằng kim loại đâu, cọc bằng đá màu ngã vàng, kim rúng. Đó, con này có cái thiết kế mặt số rất là đẹp. Nắp đáy nóc vỏ cũng có dấu vết phía sau, nhưng mà phía trước thì còn rất ok. Giờ có linh kiện. Em đo sai trước. Con này size tầm khoảng 35 anh em. Size gần 35, không tính lắm. Mặt số rất đẹp anh em, mặt số màu xanh blue phong thủy. Hơi đậm một chút xíu.
dòng máy đây anh em, dòng máy watch time này, có mức này watch time watch vừa. À, con này chạy 7 chân kính anh em nghe, chạy 7 chân kính. Mặt số rất ok nè. Con này số 11, 1,7 triệu. Mặt số bắt ốp với màu xanh blue đẹp lắm. Con này con Legion 25 chân kính automatic. Mặt trải tia anh em, con này mặt trải tia, mặt cũng có lên dầu anh em nghe, cũng có lên dầu. Trải tia góc từ 6 giờ trở lên. Đó đây này anh em thấy không, nó trải góc 6 giờ trở lên. Dòng này hỗ trợ cốt tay nè, có hỗ trợ cốt tay và cái lực cũng được thay 4 giờ anh em nghe. Đó, lên số 4 rồi nè, lịch 24 giờ. Vỏ này vỏ bọc vàng, thương hiệu này cũng khá là lạ anh em, một trong những thương hiệu cổ của Thụy Sĩ. Nhưng mà cái máy rất đẹp anh em, bộ máy automatic này, máy Thụy Sĩ anh em nghe, dòng máy vàng hồng của Thụy Sĩ. Dòng máy này em thấy có giống giống với dòng máy của con Lord Engine nhé. Máy khá đẹp. Size của nó là size 35 anh em. Size 35 không đúng. Mặt số còn ok. Con này đặc biệt ở trong có một cái niềng chó này anh em, niềng chó cải dây khá là hay này. Vàng óng ánh luôn. Đèn tay rất cổ luôn. Con này số 12, 2,6 triệu anh em nghe. Vì chúng có sợi dây cá sấu đẹp và khóa linh kiện. Số 13, một con Zodiac automatic, mặt số rất đẹp nè, mặt số không có dấu vết luôn, cọc có cài đá kim sơn đen. Con này lịch là lịch bơm nè, bơm nhấn vào nó nhảy này. Form cũng đẹp nữa, vỏ này vỏ lắc kê nè nghe. Bộ máy tuyệt vời luôn, còn mới cứng à. Zodiac thì cái bộ máy này là bộ máy mới nhất mà em đã từng bán ra, từng nhìn thấy Zodiac 17 chân kính. Máy rất mới đi nghe. Đây, đóng chữ Zodiac này. Mã số đầy đủ. Cái thương hiệu này cũng rất nổi tiếng ở châu Âu anh em. Ở Việt Nam thì cũng không thấy nhiều. Size 35,5. Không tính đấm, form rất là đẹp. Con này về chung với sợi dây lụa. Sợi dây lụa linh kiện em nghe. Đồng màu với đồng hồ luôn. Mặt số rất ok luôn.
số 13, 3 triệu 7. Số 14, một con Citizen Rocket Watch 17G. Con này cũng quýt anh em. Dây của nó là sẽ dây dù, dây vải anh em nghe. Về chung sẽ dây vải. Còn dùng ok. Vỏ inox. Gốc 7 giờ anh em, gốc 7 giờ có hơi lên dầu, hơi vàng vàng xíu. Ngoài ra mặt số còn rất đẹp, kim đen. Cọc số đen, cọc số học trò anh em nghe. Con này 8,5 triệu, số 14. Có size khá lộ lớn. Con này size tới 43,3. Không tính núm. Con quýt này có bộ máy đặc đẹp anh em nha, bộ máy của Citizen này, cái ổ bánh xe lớn đúng chỉ ra băng, máy 17 chân kính và có một cái sớ dọc như vậy. Lên cốt tay, góc này đúng chữ Citizen và thông số mã số của nó đầy đủ anh em nha. Mặt số còn rất đẹp anh em. Con số 15. 1,2 triệu con Aedox nguyên hộp anh em nghe, full hộp. Con này là size của nó là tầm khoảng 33 anh em. Còn nguyên cái hộp rất là đẹp. Con này chuẩn thị sĩ luôn. Đó, dành cho nên là tay vừa và tay nhỏ, tầm khoảng 16 đổ lại hay hoặc 16 năm đổ lại cũng được. Size tầm khoảng 33, gần 33 này, 32,8. Cọc số La Mã, mặt vàng mỡ gà và có một cái lịch gốc 3 giờ, chạy 3 kim. Rất mỏng anh em, con này chạy máy V8. Chuẩn thì sẽ em nha, cái chữ switch mat này, dây linh kiện, khóa linh kiện đẹp. Vỏ vàng còn đẹp anh em. Trong cái hộp và nhựa xanh và lóc nhung. Con này số 15, 1,2 triệu anh em. Số 16, một con Engin. Một Engin, con này chạy máy thụy sĩ em nghe. Máy V8. Chạy máy Engin của thụy sĩ. Dây khóa ring luôn. Con này form của nó là form Rolex. Con điện thờ lặng. Mặt kính còn đẹp. Kính này có một cái giọt nước anh em. Còn cái núm này là núm cổ chai. Dây còn rất dài anh em nghe. Mặt số tuyệt vời luôn. Nút cổ chai anh em. Anh em bạn thử cực kỳ cái đồng hồ á, thì rút ra một nắp thì chỉnh ngày này. Rút nắp nữa thì chỉnh giờ. Khi mất ngỏng. Và con này có cái bộ cọc số của Rolex anh em nha. Chạm với V8 rất xịn luôn.
Đây, dòng máy của Thụy Sĩ, máy V8 này. Con này chạy 700 kính. Và cái trên cái IC của nó là đóng chữ Engine này. Máy V8 này người ta gọi là máy V8 xanh. Cái nắp đáy của nó đóng rất đầy đủ anh em, có đóng logo hai sư tử, logo của Engine. Size của nó là size 39 nha em nha. Size 39 đo cái niền trên á. Đo dưới thì to hơn chút xíu nữa. Số 16 1,4 triệu. Số 17 một con Rado phông trứng. Kính này kính đá nè nha. Kính đá có bắt cạnh mặt màu xám đậm rất là đẹp. Ở dưới góc này thì đóng cái quả địa cầu. Con này lịch 24 giờ anh em nghe. Lịch lọc anh em, lịch góc 6 giờ người ta gọi là lịch lọc. Nhãn đi 23 rồi anh em. Con này chạy máy pin kim trâu, anh em để ý kim của nó nè. Kim dài của nó trâu. Trâu rất là mượt chứ không phải là kim thường. Con này riêng cả dây luôn. Đây, bộ máy rất hay anh em. Đó, bộ máy pin kim trâu là như vậy. Chính hãng của Thụy Sĩ luôn. Máy này cũng là máy cổ anh em nghe. Bây giờ người ta cũng bỏ không dùng cái dòng máy này nữa rồi. Cũng là đồ vintage, đồ cổ. Con này chạy hình như là 7 chân kính. À 12 chân kính anh em, chạy 12 chân kính. Em đâu có sai. Sai của nó là 37. Sai khá lớn. Dây còn dài lắm nha. Và con này có một cái dây có dụ nhúng nè. Trong này có một là xo. Con này số 17, 1,8 triệu anh em. Mặt số cũng rất đẹp. Số 18 con Seiko. Còn rất mới này, mặt số còn mới cứng nữa nghe. Con này mới gần như trên 95%. Chạy máy pin của Nhật. Size con này là 34 anh em. Đó, 34 không tính nấm. 35 anh em nha, 35 không tính nấm. Em đo từ cái G này qua bên đây. Kim cọc số cũng rất ok luôn. Nắp máy in chữ Seiko. Con này dành cho anh nào mà tay vừa đeo rất đẹp anh em. Dây cũng rất dài, tay 16 năm. Vẫn còn dư rất nhiều. Con này anh em làm mua về tặng cho bố cũng đẹp lắm anh em. Cổ điển. Chạy ok. Mà mặt số này nó cũng rất đẹp. Số 18, 650.
số 19, một con diesel chạy máy pin Honda của Thụy Sĩ anh em nghe. Con này về chung với sợi dây của ring luôn, khóa ring. Lắp đáy sau này dây cái chữ diesel. Dòng này thì phía sau nó đóng một cái mặt của kiểu như mặt đầu đính anh em. Thường là như vậy. Lên tay rất đẹp anh em nghe. Mặt con này mặt màu kiểu như màu gì, màu vàng vàng ngã hồng á. Cái nấm rồi ring luôn. Con này chạy máy Honda của Thụy Sĩ. Size 36,7 gần 38 37 anh em, gần 37. Số 19 650. Dây ring anh em nghe, sợi dây rất là xịn, vẫn xài bình thường. Dây này em nghĩ là dây dao bò á. Số 19. Số 20, một con Wenger Swiss Military. Con này có cọc số và kim rất đẹp nè, cọc số học trò. Con này chạy máy cũng máy Honda Thụy Sĩ, máy Honda lớn. Em đo size trước. Size của nó là size 40. Rất chuẩn luôn. Dành cho là tay to. Bộ dây ring. Bộ dây đầu 20 nè, đóng dấu cộng góc này nè. Đây là dây ring của nó luôn. Cũng là dòng Swiss Military. Con này cái nắp đáo sau là có cái hình dao của Thụy Sĩ đây nha, dao xếp của Thụy Sĩ. Swissmax, con này chính hãng luôn. Lên tay là bao đẹp đây nha. Đó, mặt số rất đẹp. Con này dạ quang là siêu sáng. Cái mặt nền trên nhá, xoay được anh em nghe, vẫn có nguyên cái sớ ring này. Sớ ring là một cái sớ đóng từ tâm đóng ra, có một con trải tia ra. Con này số 20, 1,2 triệu. Một con Citizen chạy máy pin của Nhật anh em, máy pin Miyota. Con này size 39, mặt sớ lụa, vỏ mạ vàng, nắp đáy inox, dây ring. Con này em mua về đi làm rất ok này. Con này khóa linh kiện, còn dây là dây ring. Mặt kính con này mặt kính sapphire anh em nghe. Dòng này siêu mỏng, chỉ tầm khoảng 5, hơn ly thôi, 5,2 ly. Con này số 21, 650. Số 22, một con Movado. Cũng là vỏ mạ vàng, nắp đáy inox, cũng chạy máy Nhật anh em nghe. Con này Movado chạy máy Nhật. Chứ không phải Movado chạy máy Thụy. Size 39 anh em. Và cái độ mỏng của nó chỉ tầm khoảng 5,2 ly thôi. 5,2, 5,3 ly, tầm đó. Lắp đáy sau đây. Con này cũng 650 và cái dây khóa ring. Nó dòng này nó chạy ẩu rồi nè. Nên mua về mà sử dụng hàng ngày. Rất ok nè. Số 22. Số 23, một con Seiko Auto Watch. Con này là cái hay của nó là nó cơ lay pin nha em nghe. Nó giống dòng Seiko AGX á, hoặc là Kinetic. Đó, nó chung một dòng anh em. Anh em nào mà sưu tầm đồ cổ thì cũng có nên có một con này để trong bộ sưu tập này. Một cái dòng máy độc quyền của Seiko. Chế độ là cơ lay pin. Cũng dòng máy này thì theo thông tin em có tìm hiểu thì cũng nổi tiếng một thời đấy nè, không phải đơn giản đâu. Dòng máy Seiko thì cái búa này nó sẽ xoay như một cái đồng hồ cơ, tạo một cái điện và sạc viên pin này, đơn giản vậy thôi. Đó, búa nó xoay tạo điện và sạc viên pin này.
khi xoay thì anh em nghe tiếng hơi rạc rạc xíu. Tụi mới máy rất cao, máy này cũng có chạy nhân kính, 5 nhân kính anh em nghe, 5 chân kính. Góc đây thì đóng chỉ Seiko, đóng ra băng đầy đủ nè. Con này vỏ này là nghĩ là vỏ mạ vàng, nó có vàng lắp đá inox, form khá đẹp luôn. Địch nhanh Seiko auto quạt, điểm đâu có sai. Con này sai tầm khoảng 36 nè nghe, tầm 36. Đo lần nữa chính xác. Đúng rồi em, tầm khoảng 36, không tính đúng. Form đẹp, mặt số còn đẹp lắm em. Mặt số màu trắng, hơi ngã ngã vàng chút xíu, kim cọc vàng. Góc này đóng chữ ra băng và mã số phía sau này, chữ rất nhỏ. Con này số thay 3, 8,5. Giao khóa linh kiện em nghe, giao khóa linh kiện thôi. Con này là một con Longines Review, mặt và màu vàng lồng trứng gà anh em. Dây đi, dây này dây đi mi, dây đúc nè, nên con này là dây ring nguyên con luôn, đúng ring. Con này 3,2 triệu. Con này em đang cũng 1-2 video rồi, hôm nay cũng bán giảm giá luôn. Thường cái dòng này á, là cái niền nó sẽ là niền đúc, và cái logo này luôn, anh này cũng là logo đúc vàng 14 hay là 18 gì đó, anh em về kiểm tra nha. Ít quá em không có đi kiểm tra. Con này size ngang của nó là size tầm khoảng 30 nè, size ngang tầm 30 hơn chút xíu, size tròn tầm khoảng 33, dành cho anh em nào tay vừa và tay nhỏ, và các chị nữ nào tay to chút xíu. Rất đẹp nè, dòng này rất đẳng cấp. Em sẽ mở máy trực tiếp cho anh em xem cái con này. Con này nắp khá cứng anh em nghe, nên mở hơi lâu. Đây, để tiện hơn thì em sẽ mở cái ảnh cho anh em xem, tại vì nắp này cứng quá, mở ảnh hưởng tới cái niền này. Máy của nó nè, máy 1417, anh em có thể tra cái máy này, 1417 Omega. Máy chạy 7 chân kính. Góc này thì đóng chữ Omega Switch, đóng cái logo ngựa rất đẹp anh em. Đồ mới, máy rất cao. Đó. Đây là dòng máy thì sử gọi là máy pin chuẩn nhất rồi. Bên góc này thì đóng chữ Omega và các thông số đi kèm. Dây còn rất dài anh em nghe. Tay em là dư rất nhiều. Đó. Một cái lô ống ngựa góc cái bút rất là đẹp. Con này số 24, 3,2 triệu. Số 25, một con Arilla. Con này là chạy máy pin của Thụy Sĩ em nghe. Cái vỏ này vỏ đá và dây
của nó là dây mạ vàng, ở dưới lại nắp chain là nó mạ vàng trùng với mặt màu của vỏ. Con này máy pin của Thụy Sĩ, mặt màu bao công. Size của nó là size 29,5 vuông. Dọc là 30 anh em. Con này quy xe tròn nghĩ là tầm khoảng 34 thủng 34. Đó, lên tay rất ok luôn nha, tại vì nó dây nó bằng với lại cái càng luôn. Đồng hồ này là em nghĩ là của nam anh em nghe, chứ không phải của nữ đâu. Dây khóa ring luôn. Nắp đáy này. Dây ring. Con này số 25, 550. Chạy pin của Thụy Sĩ anh em nghe. Hai sợi dây màu vàng, một sợi dây số 26 và 27. Em sẽ đo cái đầu dây 26 trước. Đầu dây 26 là 20 và nhúng lại là còn 16,7 nữa nghe. Đầu dây này cũng chắc cũng tương tự như vậy. Đây 21,6 và nhúng hết cỡ là còn 16,5. Giống nhau. Độ dài thì sợi dây 27 dài hơn, ngắn hơn chút xíu anh em. Dây này dây của Nhật, dây mạ vàng. Góc này nó chỉ bông bi nè, bông bi là của Nhật anh em nghe. Còn sợi dây số 26 thì cũng là dây của Nhật luôn anh em, cũng dây bông bi luôn. Thường bông bi nó sẽ lắc kê anh em nghe, lắc kê vàng. Độ mới còn rất cao. 26 300 và 27 cũng 300. Sợi dây 28 và 29. Sợi dây 28 là sợi dây kiểu như nó giống như dây lụa anh em. Nó cũng không đúng như dây lụa lắm. Nó đây, kiểu như vậy anh em. Ở ngoài có một chạy một cái sớ rất là hay. Đánh vải này đẹp lắm. Đó anh em về. Ví dụ như anh em có Seiko hay là có cái búp này của Seiko hay là của cái con nào thì anh em thay cái búp này. Còn sợi dây này rất đẹp, mềm ôm tay lắm anh em. Sợi dây này số 28 200. Đầu dây là 17,8, đồng 18 anh em nghe. Mẫu bay dư vài dây em thôi. Sợi dây số 29, con này có là sợi dây của Nhật anh em. Đó, có hoa văn khá là hay. Bên này khác, bên này khác. Đầu 17,8 anh em nghe. Cũng 18 luôn. Số 30 của Gibbo của Mỹ anh em. Con này cọc số con này là cái đời lên mã anh em. Và cái emblem của nó là Marlboro. Âm thanh rất hay anh em. Con này có một cái số ngang này. Cái rụt của nó trùng anh em nghe. Rụt cũng trùng nè. Góc này. Đời này hình như là đời 97 anh em nghe. Đời 97 thì phải. Chúng ta rất hay. Cái mình lên màu vàng cũng khá hay. Hình như đây là cái cũng là cái một cái thương hiệu, cái logo của Marlboro này. Của Marlboro cái thuốc lá này. Con này số 30 750.
31 thì con này là con Jippo của Nhật anh em nghe. Con này của Nhật. Cũng rất là bán lửa. Đó, cái vỏ thép cũng đẹp lắm anh em. Đấy có hoa văn này. Dòng này sử dụng bình thường anh em nghe. Bơm xăng thì cũng đơn giản rồi. Con này số 31 300. Số 32, một con đồng hồ để bàn nè, để bàn hay là để trong túi túi sách túi cũng được. Con này là máy chạy máy pin của Nhật anh em nghe. Con này có vỏ da rất là đẹp đó, kiểu như vậy này, vỏ da mịn ở ngoài thì nó bóng, ở trong thì cũng lúc một lúc nhung, rất đẹp anh em. Con này thì cũng có một cái dèo báo thức đây ở góc này anh em chỉnh lên nhé, là bật chế độ báo thức này và cái niềng này niềng xoay xoay cái kim báo thức ở góc đỏ đỏ này đó, để xoay lại. Ví dụ như bây giờ anh em muốn qua 11 giờ đúng không, thì sẽ kêu này. Và con này có chế độ kêu cũng nhiều chế độ anh em ơi, chút xíu nữa sẽ có kêu kiểu khác đó. Cái size mặt đồng hồ là 57, size của cái này là tới 37,3 đó. Chế độ kêu khác nhau từ nhỏ tới lớn anh em nghe. Con này cũng rất là tiện, anh em bỏ theo trong cái túi đi du lịch cũng hay. Con này số 32 500 chạy pin nha anh em nghe, của Nhật. Kết thúc video đây anh em. Nếu thấy hay thì anh em cho em một like và một lượt đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn em và hẹn anh em ở video thứ 3 tuần sau. Xin chào anh em.